Yo, xin chào tất cả mọi người. Vào ngày 16 tháng 12 này, tại 107 đường Pasteur, phường Bến Nghé, tại Spark Nightclub, Dan và các anh em MIC sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc mang tên Shadow Night. Hy vọng gặp gỡ tất cả mọi người ở đây và chúng ta sẽ có một đêm nhạc tuyệt vời cùng với nhau. Okay. Và mình sẽ bước cùng nhau hoặc cùng bơi. Nếu em có tặng anh món quà thì hãy tặng anh hơi thở em, để anh biết là mình còn gần mỗi khi chợt dậy lúc nửa đêm, để anh biết mình phải về đâu khi trôi quá xa như đời này. Gần nhau mình ngồi im lặng cũng thấy vui thắm.